Awit TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 22 tháng 11. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 22 tháng 11 năm 1336 là ngày sinh của Trần Dụ Tông, một hoàng đế thứ bảy của thời nhà Trần. Vào ngày này năm 1877 là ngày sinh của Joan Gamper, một nhà điều hành bóng đá người Tây Ban Nha, Thụy Sĩ. Ông đã thành lập các câu lạc bộ bóng đá ở Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Đáng chú ý nhất là câu lạc bộ FC Barcelona và FC Zurich. Cũng vào ngày này năm 1907 là ngày sinh của Jodama, nữ nhiếp ảnh gia người Pháp. Bà là người tình của họa sĩ Picasso. Ngày 22 tháng 11 năm 1922 là ngày sinh của Eugen Stoner, một kỹ sư thiết kế vũ khí người Mỹ. Ông là người thiết kế ra súng trường AR-15. Son Hye-kyo, cô sinh ngày 22 tháng 11 năm 1981. Cô là người mẫu và diễn viên người Hàn Quốc. Cô nổi tiếng thông qua những vai chính trong các bộ phim truyền hình như Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời và phim Gặp gỡ. Nữ diễn viên người Mỹ Scarlett Johansson, cô sinh ngày 22 tháng 11 năm 1984. Cô là nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới năm 2018. Cô cũng nhiều lần xuất hiện trong danh sách 100 người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới của Forbes và được tạp chí Time bình chọn cho 100 người có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Ngày mất của ai? Ngày 22 tháng 11 năm 1896 là ngày mất của George Washington Gale Ferris Jr. Ông là kỹ sư người Mỹ, là người phát minh ra bánh xe Ferris. Sự kiện: vào ngày này năm 1943, nước Liban giành được độc lập từ nước Pháp. Cũng vào ngày này năm 1963, Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy bị ám sát ở Dallas, Texas. Theo các cuộc điều tra của chính phủ thì thủ phạm là Lee Harvey Oswald. Vào ngày này năm 1986, Mike Tyson đánh bại Trevor Burbick và trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử. Ngày 22 tháng 11 năm 1990, Thủ tướng Anh Quốc Margaret Thatcher rút lui khỏi cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Bảo thủ và xác nhận bà sẽ không tái nhiệm vị trí thủ tướng. Vào ngày này năm 1995 là ngày bộ phim hoạt hình Toy Story được phát hành. Đây là bộ phim dài đầu tiên được hoàn thành hoàn toàn bằng cách sử dụng hình ảnh tạo ra từ máy vi tính. Bà Angela Merkel trở thành nữ thủ tướng Đức đầu tiên vào ngày 22 tháng 11 năm 2005. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.